Sáng ngày 31 tháng 10, ông Nguyễn Văn Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể học sinh lớp 8, trú tại thôn 6, bị nước lũ cuốn trôi. Trước đó, chiều ngày 30 tháng 10, nạn nhân cùng với người em đi chơi ở gần nhà thì không may bị trượt chân và bị nước lũ sâu cuốn mất tích. Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Hương Khê đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường cùng người dân tìm kiếm. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao về cho gia đình để tổ chức tang lễ.